Xin giới thiệu với các bạn kèo kỳ pháo 1/2 đánh sân chiều dài đại dương. Ở bên kia là nhân nhỏ 1/2, bên đây là Thái và Beo của Long An. Điểm 0-0. Hiếu. Hiếu sâu lắm. Hiếu khoảng 3 mét. Đủ rồi đó. Đó đủ đó. Hiếu ngoài. Ngoài. Bóng ngoài. Điểm cho nhân 1-0. Anh xin ca anh. Vui quá. Sân bây giờ nó chơi sân cỡ vậy không ạ, chứ sân nhỏ nó không chơi được. Vô. Đậu ở ngoài đâu. Vô. Anh nó ngàn dữ lắm. Nghe đồng nghe. Anh bỏ lại ngay này nè. Bắt không được cái banh luôn. Nè cái mét mấy lận. Vô đây anh này. Má nó ngàn nhau. Đi mày đó. Sao phải không đập. Điểm cho nhân 2-0. Điểm 1-2. Thiếu mét mấy. Buông đi, đánh như vậy đi. Điểm cho Long An 2 điều. Má Phước ơi, Phước, tiền bỏ vô cái bị cho thằng Diệp, em có thời gian về mẹ rồi. Điểm 3-2. Hay quá. Điểm cho nhân nhỏ 4-2. Bóng ngoài. Điểm cho nhân nhỏ 5-2, hai bên đổi sân.
Bây giờ có rồi sao đỡ. Điểm 52. Điểm 62. Điểm 72. Điểm 82. Ba tám. Bốn tám. Điểm cuối, điểm 94. Năm chín. Sáu chín. Kết thúc trận đấu à. Nhân nhỏ thắng. Bây giờ nó công như nào anh em ba người bên đó. Bé vậy cũng được rồi. Ừ. 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 Ừ.